Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, ngày 29 tháng 6 đã xả lũ lần đầu tiên trong năm nay. Do mưa lớn ở khu vực thượng lưu và trung lưu sông Trường Giang, lượng nước đi vào hồ chứa Tam Hiệp liên tục tăng lên. Do đó, để giải phóng một lượng nước nhất định và ngăn các nguy cơ lũ lụt sắp tới, đập Tam Hiệp đã mở hai cống xả nước. Trước đó, sau khi mưa lớn xảy ra ở khu vực thượng nguồn, lượng nước ở hồ chứa Tam Hiệp tăng lên vào chiều 27 tháng 6. Đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, lưu lượng nước đổ về hồ Tam Hiệp đạt gần 40.000 mét khối trên giây, gấp đôi so với con số hôm 27 tháng 6. Từ ngày 2 tới ngày 29 tháng 6, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi các cảnh báo mưa to liên tục 28 ngày, một điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Từ hôm 27 đến hôm 28 tháng 6, mưa lớn đã diễn ra tại nhiều đô thị của tỉnh Hồ Bắc như thành phố Nghi Xương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, Hoàng Cương, ảnh hưởng tới hơn 650.000 người, buộc phải sơ tán khẩn cấp hơn 7.000 người. Đặc biệt tại thành phố Nghi Xương, cách đập Tam Hiệp khoảng 40 km, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ hôm 27 tháng 6, thành phố này đã hứng lượng mưa lên tới gần 140mm, lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Một số nơi, thậm chí lượng mưa đạt hơn 200mm. Dự báo từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 7, sẽ có mưa vừa đến mưa lớn gần các nhánh ở thượng lưu sông Dương Tử. Đến ngày 3 tháng 7, mưa lớn và mưa bão cục bộ có thể xảy ra ở thượng nguồn sông Gia Lăng và sông Hán. Báo cáo cũng cảnh báo rằng hồ chứa Tam Hiệp có thể phải hứng chịu đợt lũ lụt mới từ đầu đến giữa tháng 7. Để chuẩn bị cho lượng nước sắp tới, nhà chức trách đã cho phép ngưỡng xả hàng ngày của hồ chứa Tam Hiệp được tăng lên 35.000 mét khối trên giây.